cho hệ điều hành đã có tuổi đời hơn một thập kỷ sẽ được phát hành hôm nay, kết thúc vòng đời Windows 7 sau 11 năm. Sau hôm nay, Windows 7 chính thức trở thành hệ điều hành không được Microsoft hỗ trợ, hay nói cách khác nó bị bỏ rơi. Theo thống kê gần đây của Microsoft, cứ 4 máy tính Windows lại có một máy sử dụng Windows 7. Con số này thật đáng lo ngại nhất là khi Windows 7 không nhận được bản vá lỗi và sẽ là mảnh đất màu mỡ của tin tặc. Những lỗ hổng không được vá trong Windows 7 sẽ giúp tin tặc đột nhập vào thiết bị dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu người dùng có sự hiểu biết nhất định, họ vẫn có cách bảo vệ máy tính Windows 7 an toàn. Một trong những cách đó là thường xuyên cập nhật ứng dụng chạy trên máy tính, tránh mở nội dung từ các nguồn không rõ ràng hoặc không an toàn, sử dụng tường lửa để hạn chế truy cập, đồng thời cài miếng vá nhỏ của các công ty như không patch, giúp một phần nào ngăn chặn tin tặc đột nhập vào hệ thống. Số liệu của Netbucket xe tháng 12 năm 2019 cho thấy, Windows 7 là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất với thị phần 2664, đứng sau Windows 10 đến 54,62%. Tất nhiên, thị phần Windows 7 sẽ giảm nhanh chóng trong những tháng tới. Do không được hỗ trợ và Windows 10 tăng mạnh, có những lý do khiến nhiều người không muốn chuyển từ Windows 7 lên Windows 10, phần lớn ở tương thích phần cứng. Với hệ thống dùng phần cứng cũ, chạy Windows 10 sẽ chậm chạp hơn, thậm chí chậm tới mức ảnh hưởng tới công việc. Đầu tư phần cứng mới cũng là hướng đi khó khăn với nhiều doanh nghiệp vốn dĩ chỉ cần Windows 7 là đủ. Việc loại bỏ hệ thống cũng như thiết bị phần cứng phù hợp với Windows 7 để chuyển lên Windows 10 sẽ rất tốn kém.